Cảm ơn.
Sao cậu? Cậu mà cũng đòi đi câu cơ à? Chào cậu, mình cũng đang định tập câu thôi. Mà cậu đã biết giật cá chưa đây? Mới tập câu cá như cậu thì phải biết giật cá đã. Ôi thế à? Nhìn tớ đây này. Cậu giật siêu thật đấy. Để rồi xem ai câu được nhiều cá hơn. Bun ơi, từ sáng đến giờ cậu đã câu được con cá nào chưa? Hả? Tớ câu được khối rồi đây này. Thế mới gọi là tài đi câu chứ. Oh.
được bữa ra trò đây. Bắt lấy chúng nó. Đẹp thật. Chà, một ngày đẹp trời. Chào bạn Lu, bạn cho mình xin chữ ký được không? Bạn ký vào đây. Quá đơn giản. Thành tích là thói quen của mình mà. Này, mình và bạn đi ăn kem. Hả? Có được không? Mình bận rồi, mình không đi đâu. Hả?
của mình dài lắm, để mai mình ký tiếp cho bạn nhé. Mình là Bun, hẹn mai gặp lại. Bye bye. Hôm nào Bun rảnh vậy? Bạn làm mình mất mặt quá. Câu nhảy là của mình. Mình nghĩ sân tập này là của chung. Ai tập cũng được mà. Muốn ai tập cũng được không? Này tập này. Tập này. Sao thế nhỉ?
Lạ nhỉ, cứ như là nó biết nhảy vậy. Cứ nghe thấy tiếng nhạc là nó tự nhún nhảy. À, một đôi giày biết nhảy. Gì? Tớ có thể nhảy được tất cả các loại nhạc, cậu xem nhá. Wow. Wow. Yeah. Đẹp quá. Ấy, cậu có sao không? Cậu có vẻ mệt rồi, đừng nhảy nữa. Tiếng nhạc, tớ không thể dừng được nữa. Tiếng nhạc. Kìa, tớ đã bảo cậu đừng nhảy nữa mà. Lu ơi Lu, cậu có sao không? Cậu phải tháo ngay đôi giày này ra. Được rồi, để tớ giúp cậu. Hai ba nào, hai ba, hai ý, ấy à, giúp tớ với Bun ơi. Được rồi, để tớ nghĩ cách đã nhé. À, lại đây. Thế này nhé. Mệt quá. Bây giờ khỉ con biết cậu ở đâu mà mở nhạc nữa chứ. À, lại tiếng nhạc. Tôi dừng lại. Tiến lên, tiến lên. Rồi, cậu phải nghe tớ. Chỉ có cách này mới thoát khỏi đôi giày này thôi. Đi. Đi. Mệt quá, mệt quá. Cố lên nào. Cố lên. Cố lên.
cứu cơ. Thành công rồi. Nè 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 nè. Yeah. Bye bye.
tớ đi trước đây. Đã kém rồi lại còn đòi thi với tớ. Tưởng trốn đâu chứ, ai ngờ. Đâu ấy nhỉ? Đây rồi. Tớ đến với cậu ngay đây. Quái, sao lại có hòn đảo mọc lên giữa biển thế này? Cái gì đây? Đẹp quá. Đẹp thật đấy cậu ạ. Wow. Đẹp quá. Nhanh lên. Quá. Nào, chúng ta cùng thám hiểm thôi. Hmm.
Thật là một cuộc thám hiểm bổ ích và lý thú cậu nhỉ. Thật là hú vía, nhưng mà cũng vui quá buôn nhỉ.